Sau những đòn vừa rồi thì Sakura cũng chẳng thấy hắn ta dùng lực vào cú đấm rồi đá nhẹ một cái làm tô game văng đi. Lúc này thì cậu cũng hỏi thẳng tô game tại sao không dùng lực vào nắm đấm. Nghe xong thì tô game cũng nhớ lại lúc đó và cứ tưởng họ khiêu chiến và đến bây giờ thì anh ta cũng biết được mọi chuyện. Thấy thế thì Sakura cũng thắc mắc tại sao tô game lại đi đấm hai đứa chúng nó. Sau đó cậu cũng muốn biết nhiều hơn về khứa tô game hiện đang muốn làm gì. Thì Sakura lại hỏi thẳng tô game tại sao lại đi đấm bọn họ và miễn là có sức mạnh thì mày làm gì cũng được hả? Nghe đến đây thì Tô Game cũng hiểu ra vấn đề mình ở trên đây rồi. Bởi vì đây là chỗ của kẻ mạnh chứ không phải là chỗ của đám rác rưởi muốn đến rồi đi đâu. Một khi đầu não bị trục trặc thì đến cả tứ chi cũng sẽ không thể hoạt động lại bình thường. Tiếp đó lớp vỏ bọc rác rưởi sẽ bị cởi ra khỏi cơ thể những thằng thua cuộc và loại bỏ nó khỏi đây. Và tôi cũng đã nghĩ đến trận chiến với Fujin có lẽ sẽ thay đổi phần nào đó trong con người của Tomi Yama. Nhưng cuối cùng thì tôi lại chỉ cuốn Sisi và mọi người vào vòng xoáy của một trận chiến vô nghĩa và phi lý. Mặc dù có là vậy thì tôi đã không thể có được đường lui nữa rồi. Kể từ cái ngày hôm ấy thì bản thân tôi đã quyết định sẽ chấp nhận mọi nỗi lầm sau đó. Bây giờ cũng đã không thể dừng lại được nữa rồi. Quay trở lại hiện tại thì bây giờ Tô Game cũng cảm thấy DAU hiệu cho mình và mục đích bây giờ của anh ta chính là muốn đi leo núi. Điều này làm cho Sakura cũng đích hiểu sao cái dáng vẻ thẫn thờ như phất lờ mọi thứ của Tô Game là cái méo gì thế. Lúc nãy mày nói đây không phải chỗ của đám rác rưởi mà. Vậy thì tại sao mày lại ở đây vậy thế nên đừng có đùa cợt như vậy nữa chứ những chuyện mày làm trước giờ cũng chả khác gì rác rưởi đâu cả. Mặc dù là mày rất mạnh nhưng hiện tại thì nhìn cực kỳ thảm hại. Thế nên tao sẽ khiến mày hiểu chuyện này bằng cách thắng mày và hãy ngừng cái dáng vẻ thảm hại đó đi. Ngay bây giờ thứ tao muốn là đánh nhau với những kẻ mạnh mẽ cơ. Nghe xong thì Tô Game cũng cảm thấy thằng khứa này hơi tự kiêu quá đà rồi đấy có vẻ là mày thích tỏ vẻ với kẻ có thực lực hơn mình nhỉ. Nhưng mà Sakura lại thấy khứa kia tự mãn nhiều hơn thế đấy. Vậy nên mày thử mang cái vẻ tự kiêu đó ra đây cho tao xem. Ngay lập tức thì Sakura ra chân một cú tấn công Tô Game nhưng đòn này anh ta lại né dễ dàng mà đích hiểu đây là cách mi đáp trả một trận chiến đó sao. Mặc dù là thế nhưng bây giờ thì Sakura chỉ muốn chiến thắng thôi nên dù đối thủ có là ân nhân cứu mạng hay dù kẻ đó mạnh đến cỡ nào thì tao cũng không nhắm mắt cho qua. Ngay lập tức Sakura nhảy lên lao tới hét to rằng bản thân tao sẽ không bao giờ đánh mất bản thân mình. Thấy vậy thì Tô Game cũng đứng hình mà nhớ lại đến chuyện lúc trước. Quay trở lại thì anh ta đã bị dính đòn đá của Sakura ngay mặt nhưng mà to game lại cười to với đòn đó mà nói rằng quả nhiên mày dễ làm cho tao khó chịu thật đấy thằng cu nghe mày nói là muốn đấm rồi ngay lập tức to game quay qua đấm một cú thẳng mặt sakura đòn này là cho sakura khựng cả chân lúc này sakura cảm thấy thằng khứa đầu xù này quả nhiên là mày đã không hề nghiêm túc chiến đấu rồi nhỉ nghe xong thì to game tức giận quăng luôn đôi dép waraji rồi tháo luôn cột tóc ra sau đó anh ta nói rằng tao không phải thằng đầu xù mà đích thực là to game rồi. bây giờ thì chiến đấu thôi nào sakura sau đó cả hai lao tới đánh nhau với tâm trạng vui vẻ mà còn cười nữa. Điều này làm cho mấy khứa khán giả cũng đích hiểu sao đánh nhau mà cười cái đích gì vậy hai ba, có gì vui mồ. Thấy cả hai như thế thì suo chỉ cảm thấy Sakura đỉnh thiệt, còn khứa Nirei thì lại thấy cảm động. Mặc dù tớ không hiếu lắm nhưng mà hiện tại tớ lại cực kỳ cảm động. Phía Hiraji thì anh ta cũng thấy nhóc Sakura khá quá nhảy vì có thể đánh đến mức này được luôn sao. Điều này là cho khứa Tomi Iyama cũng cảm thấy ngưỡng mộ ngang. Quay trở lại thì Sakura cũng biết hiểu tại sao chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Dù là trận chiến với một tên làm mấy trò khốn nạn lúc đó mà tại sao mình lại cảm thấy thoải mái thế này, và đó cũng là lần đầu tiên Sakura thấy đối thủ gọi tên mình. Ngay lập tức thì cậu ta lao tới nhưng Tô Game lại né được đòn đó. Bây giờ thì Tô Game cũng cảm thấy nhìn thằng Sakura vui đến mức mà làm tao khó chịu đấy. Thế lên Game lao tới tấn công cậu ta nhưng Sakura đã kịp nhảy vọt nên né tránh. Lúc này Tô Game cũng cảm thấy khả năng di chuyển nó cũng tốt hơn rồi thế nên chắc chắn mày còn trở nên mạnh hơn nữa. Và có thể đối đầu với bất cứ đối thủ nào mà không ngần ngại, thế nên đừng có thay đổi nhé. Sau đó thì Tô Game hét to lên kêu Sakura đến đi thằng nhóc, ngay lập tức cả hai lao tới và cũng bị dính cú đá của nhau rồi bật ra xa. thấy thế thì khứa Nirei cũng hú hồn ngang, sau đó thì cả hai vẫn đứng dậy được và Tô Game cũng không ngờ đến đánh nhau lại thoải mái như thế này đây nhỉ. Nghe xong thì Sakura cũng thấy chuẩn đấy nhưng mà thôi đủ rồi đấy thế nên là kết thúc thôi nào. Ngay lập tức thì cả hai đã lao vào nhau nhưng Tô Game lại không dùng sức và bị dính đòn của Sakura và anh ta cảm thấy rất vui. Nhưng mà điều này lại làm cho Sakura ngỡ ngàng vì anh ta đã lương tay với mình. Ở phía dưới thì mọi người cũng rất ngạc nhiên. Còn Tô Game thì đã bị Sakura đánh gục xuống dưới mặt sàn. Điều này làm cho Sakura cảm thấy khó chịu nhưng Tô Game lại giơ tay xin hàng và nói bây giờ không đứng dậy nổi nữa thế nên tao bỏ cuộc. Sau đó thì Tô Game cũng nhớ lại lời nói lúc nãy mà Sakura đã quát thẳng vào mặt mình và anh ta ước gì hôm đó mình cũng hành động như thế này nhưng mà anh ta đã nhắm mắt làm ngơ cho Tomiyama và đã bỏ trốn để rồi vứt bỏ bản thân như này. Sau trận chiến với Sakura thì cuối cùng Tô Game cũng đã hiểu ra tất cả mọi thứ, anh ta muốn cảm ơn Sakura một lời. Quay trở lại sau khi Tô Game xin bỏ cuộc thì đã làm cho mấy khứa khán giả trở nên tức giận vì méo thể nào tin được người có thể đối mặt với tình huống tệ đến thế nào mà cũng cười được ấy hả? Có gì đó hơi sai sai hay là thằng khứa trên kia đã mua chuộc anh ta rồi? Đột nhiên thì Sakura hét to lên làm cho Nirei cũng hú hồn ngang cậu ta nói rằng mày đừng có đùa với tao cái khúc cuối đó là sao mày bỏ cuộc cái quái gì mày đừng có nằm đấy nữa đứng dậy mà gáy nữa đê đột nhiên thì tomi yama nhảy lên trận họng sakura nói rằng cả hai đã vất vả rồi mà cậu mạnh lắm đấy nha lần tới chiến đấu với tôi nhé thấy thế sakura cũng đích hiểu thì tomi yama lại kêu umemia chan ngồi đó làm gì nữa lên đây đê tới lượt chúng ta rồi đó điều này làm cho sakura cảm thấy cọc ngang vì thằng khứa này tao vẫn chưa đánh xong mà cu nhưng mà to game lại kêu tomi yama dừng lại đi vì đó là đủ quá rồi trận chiến này của chúng ta thật là vô nghĩa đây là lỗi của chúng ta cũng là lỗi của chính tớ gây ra sau đó thì To game đưa tay ra muốn ngăn cản tomi iyama lại thì lập tức bị tomi iyama sút văng một cú điều này làm cho sakura cũng ngạc nhiên luôn bởi vì tomi iyama chỉ thấy khứa này ồn vãi trưởng đã thua thì im mồm lại đi nhưng đột nhiên thì sakura nắm lấy cổ áo tomi iyama rồi ra tay với cậu ta thì umemia xuất hiện ngăn cản sakura lại anh ta muốn sakura đổi chỗ với mình đi bởi vì thật tốt nhỉ khi nhóc có vẻ đã có thể nói chuyện với cậu ta rồi đó như những gì mà nhóc làm bây giờ chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Và cả tô game nữa thế nên hai người cứ từ từ còn lại để cho tôi lo được không? Điều này cũng làm cho tô game ngạc nhiên rồi anh ta đứng dậy lướt ngang qua nói rằng ông cũng đúng là tên hay thích xen vào chuyện của người khác nhỉ. Thôi thì đành vậy nên nhường cho ông đó nhưng đừng có đăng xuất nhá. Thấy thế Sakura cũng buông tay mà nhắc nhẹ Umemia nếu ông mà thua thì liệu hồn tôi đấy. Lúc này thì Sakura cũng rời đi mà cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác tức giận như thế này và mình cũng quen với việc nhìn người khác bị đập rồi mà. Tại sao khi nhìn thấy tô game như vậy mình lại thế, ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi. Ta cũng đâu có thể nghe lời ai đó nói bằng nắm đấm chứ. Sau đó thì Sakura cũng bước xuống thì ngay lập tức Nirei khóc hết nước mắt lao tới đỡ cậu ta. Thấy thế thì Suo lại thấy khứa Nirei lại khóc như con nít ấy nhỉ. Còn Hiraji thì lại nói rằng có thể Sakura không thích điều đó nhưng mà khúc cuối thì Tô Game đã cố tình làm vậy để tạ lỗi với cậu đó. Nhưng mà nếu bỏ qua chuyện đó thì nhóc giỏi lắm. Điều này làm Sakura ngại đỏ mặt luôn. Ở trên khán đài thì khứa Tomi Iyama đang tỏ ra hào hứng vì cuối cùng cũng đến lượt chúng ta đấu rồi. Nhưng mà mặc kệ lời đó thì Umemiya muốn hỏi khứa này về cảm nghĩ thế nào khi xem trận đấu lúc nãy. Nhưng mà Tomi Iyama lại ngơ ngơ ra mà đếch biết là nghĩ gì chứ đánh thì đánh thôi nghĩ nghĩ cái quần què Nghe xong thì Umemiya cũng cạn lời luôn thì thôi đành vậy hiện tại thì bên ngoài trời đã đổ mưa to tầm tã nhưng trận chiến vừa rồi thì umemia cảm thấy tiếc cho khứa này vì méo có hiểu chuyện mặc dù vậy thì tomiyama cũng thấy tiếc nhưng mà tiếc cái đếch gì á mà thôi kệ đi lẹ lẹ đê bây giờ tao đang hào hứng quá rồi nhưng mà umemia chan đúng là tồi quá nha ở bên fujin toàn là những đứa trẻ mạnh mẽ thôi có đồ chơi mà giấu nha bên tôi thì toàn là những đứa phế vật ai cũng yếu hết trơn á như thế thì tôi không thể trở nên tự do được rồi vậy thì còn gì vui được nữa chớ Nghe xong thì mấy đứa khán giả cũng tỏ ra cọc vì thằng đó nghĩ tụi mình như vậy sao, còn Tô Game thì chỉ biết gục mặt xuống dưới. Sau đó thì Tomi Iyama đưa ra yêu cầu nếu như mình thắng thì Umemia và Fujin rồi tất cả sẽ thuộc về tay tôi, bởi vì Umemia là thủ lĩnh của Fujin mà nhỉ. Là cái người tự do hơn bất kỳ ai ở Fujin nên chắc chắn ông sẽ luôn vui vẻ mà cười tươi đúng không? Nếu mà tôi chứng minh được mình mạnh mẽ hơn Umemia chan thì chắc chắn Fujin sẽ là của tôi. Và sau đó tôi sẽ trở thành người tự do và vui vẻ hơn bất kỳ ai cuối cùng thì chuỗi ngày tẻ nhạt cũng sắp kết thúc rồi sau đó thì tomi iyama ra lệnh cho trận chiến bắt đầu ngay lập tức cậu ta lao tới phía umemia với tốc độ nhanh chóng và những cú đấm của umemia cũng bị tomi iyama né được hết sau đó cậu ta luồn ra phía sau đấm umemia nhưng lại bị tay anh ta nắm lấy được và quăng xuống mặt sàn nhưng tomi iyama đã chống tay được xuống đất mà đá móc một cú ra đằng sau thấy vậy thì suo cũng chắc rằng cách di chuyển kỳ lạ vậy thì đúng là quái vật còn hiraji nói rằng đó là thủ lĩnh trẻ tuổi nhất Shishitoran. Điều này làm cho Sakura nhớ lại lúc đó nếu Umemia không ngăn mình lại thì chắc là đo ván luôn rồi, kể cả tên tô game nữa. Quay trở lại thì Umemia đang bị Tomi Iyama tấn công liên tục nhưng anh ta vẫn đỡ được. Sau đó thì Umemia cũng hỏi thẳng là mày đang khổ sở điều gì thế Tomi Iyama. Nhưng mà điều này chỉ làm cho Tomi Iyama đếch hiểu mà còn tức giận nữa rồi lao đến đấm anh ta. Nhưng khi thấy đòn đó thì Umemia đã dùng hết sức vào đấm và đấm thẳng về phía trước thì Tomi Iyama cũng nhanh chóng né được mà nhảy ra sau đột nhiên thì máu mũi của tomi Iyama cũng chảy ra lúc này umemia cảm thấy tức giận vì một tên mà chả hiểu chuyện như mày thì tao tuyệt đối sẽ không thua đâu